Gia đình tôi thật sự là một gia đình rất là hạnh phúc. Duy nhất chỉ có một điều là tôi có một đứa em trai mang bệnh. Một căn bệnh mà đối với nhiều người thì thật sự rất là kinh khủng. Tôi luôn tìm cách chối bỏ sự thật đó. Khi có người hỏi tôi rằng về gia đình của tôi, về em trai của tôi sẵn sàng lái sang chuyện khác, bởi vì đơn giản rằng tôi không dám thừa nhận. Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy mẹ tôi lại cực khổ chăm sóc cho em, lại vừa phải lo toan công việc nhà, thì tôi lại bắt đầu thấy day dứt. Để rồi mỗi lần tôi nhìn vào trong gương, tôi vẫn cứ tự hỏi rằng tại sao mình lại vô dụng tới thế? Tại sao mình lại có thể bất lực tới thế? Bước chân vào TL, tôi được gặp thầy Jeff Yeldon và thầy đã dạy tôi một triết lý rất hay rằng con người chỉ sống khi hiện diện. Thầy đưa ra một ví dụ rất đơn giản thôi, đó là thầy đã có một tai nạn mà khiến thầy phải nằm trong bệnh viện tận 8 tháng, không thể nói, không thể giao tiếp, không thể cử động. Và thầy phải chấp nhận một sự thật là thầy ngày càng phát phì lên, thầy cơ thể của thầy không còn như ý muốn nữa. Nhưng đó là sự thật mà thầy phải chấp nhận. Thầy dạy chúng tôi rằng thầy đã chấp nhận việc đó, để rồi thầy đứng lên từ những khuyết điểm của bản thân, từ những lỗ hổng cuộc sống của thầy. Hoặc lấy một ví dụ đơn giản từ gia đình tôi thôi. Mẹ tôi có kể rằng ngày mà ba với mẹ tôi đến bệnh viện và được thông báo cái tin là em tôi bị bệnh, thì thật sự là lúc đó mẹ và ba đã suy sụp rất nhiều. Trong 2 tuần thì dường như họ không thể đứng lên được nữa. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà đứa con mà mình sinh ra, mình đã mang nặng đẻ đau mà nó lại không được lành lặn, thì cảm giác nó đau đớn đến cỡ nào. Nhưng mẹ tôi vẫn, sau thời gian đó mẹ tôi vẫn vượt qua. Vì đơn giản thôi, mẹ tôi chấp nhận được việc đó. Mẹ cũng bảo với tôi rằng nếu như mà mẹ không chấp nhận thì làm sao mẹ có thể giúp đỡ em tôi, làm sao mẹ có thể giúp em tôi vượt qua số phận được. Trên thế giới này thì cuộc đời không một ai là hoàn hảo cả, mà cách mà chúng ta sống cuộc đời đó, cách mà chúng ta lựa chọn để đi hết cuộc đời này, thì đó mới là chuyện quan trọng. Tôi trước đây là một người rất ghét làm việc nhóm, bởi vì tôi nghĩ rằng làm việc nhóm sẽ khiến năng lực của tôi suy giảm đi rất nhiều, vì mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm và những thành viên trong nhóm. Và khi bước chân vào TL, khi mà tôi được gặp gỡ những thành viên trong nhóm đầu tiên, tôi tự thấy thất vọng. Bởi vì từ trước tới giờ tôi hình dung một tập thể phải hoàn hảo thì lúc đó mới thực sự thích hợp với tôi, thì tôi mới có thể hòa nhập được. Và trong những ngày đầu thì chúng tôi hầu như không làm việc được với nhau. Chúng tôi thường xuyên cãi vã. Nhưng rồi sau những trận cãi vã ấy, tôi mới nghĩ lại rằng tại sao chúng ta phải cãi vã, tại sao chúng ta phải đả kích nhau. Thay vào đó, chúng ta phải biết chấp nhận tính cách lẫn nhau, chấp nhận rằng không một ai là hoàn hảo cả, mà chính một tập thể sẽ khiến những cái mảnh ghép bị thiếu ấy mới có thể hoàn thiện được. Sau khi nghiệm ra được một cái triết lý rất là hay đó, thì tôi mới liên tưởng tới Nhật Bản. Thì ai cũng biết là Nhật Bản rất phát triển và mọi
mọi người rất đoàn kết với nhau. Đơn giản vì Nhật Bản cũng giống như một bức tranh vậy. Và từng người dân trong Nhật Bản là những mảnh ghép còn thiếu. Và trong những mảnh ghép lớn ấy lại có những mảnh ghép nhỏ hơn đang bị mất, là những khuyết điểm của từng người. Thì người Nhật Bản, đất nước Nhật Bản, họ đoàn kết với nhau để họ có thể ghép lại cái bức tranh đang dang dở ấy. Một người vì tập thể và cả tập thể vì một người. Vào hành trình TL 14 ngày, 14 ngày đầu tiên của tôi đã nếm trải rất nhiều thất bại. Từ việc tôi làm những project Marine Stick Game, Cup Game, rồi Wrestling Gym, không có một thử thách nào mà chúng tôi không gặp thất bại cả. Đến nỗi mà chúng tôi thất bại khiến chúng tôi nản lòng và muốn từ bỏ. Nhưng như các bạn đã thấy đấy, đêm sơ kết chúng tôi vẫn có thể tỏa sáng. Và hành trình 14 ngày sau, chúng tôi vẫn gặp thất bại. Nhưng chính những thất bại ấy sẽ dạy cho chúng ta bài học, và chúng ta rồi sẽ đứng lên trên những bài học đó. Đến với Nhật Bản, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Bởi vì đơn giản thôi, từ những thế hệ trẻ, chúng ta được giáo dục rằng mình phải mạnh mẽ, mình phải đứng lên vì quốc gia của mình rất nhiều thiên tai. Và nếu như mình không mạnh mẽ thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Và tôi học được rằng nếu gặp thất bại, hãy cứ đứng dậy đi. Hãy biết chấp nhận thất bại, hãy nhìn nhận thất bại, đối diện với nó, để rồi khi mình nhìn lại, mình sẽ có những bài học, mình sẽ có những kinh nghiệm, để những lần sau mình có thể bước tiến lên mà gặp ít trở ngại hơn nữa. 28 ngày, tôi đi được nhiều nơi, tôi gặp được nhiều chuyên gia, nhưng có một bài học mà tôi không hiểu rằng tại sao từ trước tới nay nó hiện hữu ngay trước mắt mà tôi lại không biết. Đó là chấp nhận thực tại để hạnh phúc. Mẹ tôi chấp nhận rằng đúng là em tôi bị bệnh đó, nhưng mẹ tôi bảo với tôi rằng nó là món quà quý giá nhất mà mẹ có. Mẹ tôi chấp nhận rằng có khi có những lần em tôi cứ tuột dốc đó, không phát triển, để rồi mẹ vẫn cố gắng nuôi dạy nó, và những thành quả sẽ khiến mẹ rơi nước mắt, cười mà rơi nước mắt. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ có một chuyện là một cái bằng khen của đứa con đem về là mẹ đã đủ hạnh phúc rồi. Các bạn cũng đang hạnh phúc bởi vì các bạn có cha có mẹ. Các bạn đang hạnh phúc bởi vì đơn giản các bạn vẫn còn đang sống, các bạn vẫn còn đang tồn tại. Hạnh phúc là ở hiện tại, không ở tương lai hay ở quá khứ. Và tới khi gần hết hành trình đi yêu, tôi mới học được cách chấp nhận chính mình, chấp nhận bản thân tôi, chấp nhận những khuyết điểm, chấp nhận mọi thứ. Để rồi khi nhìn lại, tôi mới thấy mình trưởng thành hơn bao nhiêu, nó mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Con xin cảm ơn ba mẹ, không chỉ ba mẹ con, không chỉ gia đình con, mà tất cả mọi người, vì đã dành thời gian tới đây. Cảm ơn tất cả các bạn hội quân